xíu nằm ngay ngã tư nha các bạn. Quán ăn chay Phước Lộc Thọ nha các bạn. Đây, nằm ngay ngã tư đường 30 tháng 4, thành phố Mỹ Tho nha các bạn. Đây, đó. Cái quán khi mình đến ngã tư này rất là dễ nhìn thấy cái quán này luôn nha các bạn. Phước Lộc Thọ. Hello, xin chào các bạn nha. Hôm nay gầm mình sẽ đi ăn hủ tiếu chay cùng với nhà mình nha các bạn. Hủ tiếu chay mình thường là bán là nhiêu nhiêu anh? 22 ngàn. À, 22 ngàn. Đây là cái quán rất là đơn sơ, mình thấy là bán rất là lâu nhưng mà rất là đông khách. Bán luôn nha các bạn, gần này nó đầy đủ luôn. Giờ mình sẽ nêm nếm nước thử nước nó như thế nào nha các bạn. Chưa bỏ đi gì đâu nhưng mà nước rất là ngon nha các bạn. Chúng ta sẽ nấu thử biết coi như thế nào nha. Nấu tiếu rất là dai nha các bạn.
ngon và bánh mình ăn cũng rất là ngon giòn, ngon lắm các bạn. Đây. Sả tiếu này dai. Đó, các bạn nhìn thấy dẫn không các bạn? Chỉ là tôi nướng dây thôi nha các bạn, nhưng mà thấy rất là hấp dẫn. Mình ăn mình thấy tô hủ tiếu nó rất là ngọt nha các bạn, nhưng mà không phải kiểu mà ngọt như ngọt đường hay là ngọt bột ngọt nha các bạn, ngọt như là kiểu giống như mình nghĩ là chắc là ngọt kiểu như là nấm, nấm người ta nấu làm cho ngọt, chứ hoặc là mướp rồi nấm mướp rồi củ tẩy trắng nào kia, nó ngọt rất là thanh, rất là nó khác với mà kiểu ngọt đường với màu ngọt. Các bạn ai mà ghé Mỹ Tho thì cứ ghé thử quán này ăn xem sao. Mình thấy thì ăn quán chú trai này ở đây, quán này ăn rất là ok. Hôm nay quán rất là đông luôn các bạn. Quán rất là đông khách luôn. À, thì các bạn ai có mà có muốn ăn tiếng chay á thì ghé quán chay Phú Lộc Họ nha các bạn. Nằm ở trên đường 30 tháng 4, ngay khúc ngã tư đường 30 tháng 4 nha các bạn. Thành phố Mỹ Tho. Đến ngay góc ngã tư. Thấy hương vị hủ tiếu ở đây nước lèo cũng như là tổng sản hủ tiếu ăn rất là ngon nha các bạn. Có họ ăn thử như thế nào. Nói đến nó gọi là nó nằm trên đường 30 tháng 4 nha các bạn. Thành phố Mỹ Tho. Đây. Bạn thấy mà thích cái gì bật đăng ký đăng ra kênh mình nha các bạn.